Đi đâu ơi? Bây giờ khó hỏi lắm. Mình Làm lên đâu? không lên nhà đâu, đi lên nhà anh Vư thôi nhá. À. Đây, ước lấy tiền cho nó xong đi ra thành phố mua gì mua nhá. Nó đang đang đi đâu ơi? Đây cho tiền này cho vui. Đau quá. Đi. Quay đầu cơ, không biết được. Giờ này không nhờ Hầu làm. À, hôm nay không không lên nhà Hầu đâu. Nhá. À, Hầu TV. À, rồi đi đi nhá. Bây giờ đi lên nhà anh Vư đây. Đấy, trên đường đi gặp em Hầu nhưng mà Thắng không vào được nhà em Hầu. Hôm nay phải lên nhà anh Vư. Thắng lên nhà anh Vư xong xong là tí nữa xem là nếu mà lên được nhà em Sùng xem như nào. Nên là nếu mà đúng ra chuẩn theo lịch Thắng căn ấy thì là sẽ vào nhà mới cho nhà em Sùng ngày mai của chị Trinh Thái với cả chị Thủy Nguyễn ấy, đã gửi tiền này, mua thức ăn cho rồi. Để vào nhà mới rồi. Còn đây hôm nay Thắng mua tivi đây. Là của bà B cho. Nhà anh Vư. Đấy. Và thức ăn. Vào trong nhà anh Vư. Nấu cơm ăn cơm ở đây. À. Anh Vư đâu? Bà anh Vư ở trên này. Bỏ cái đồ này xuống dưới này nấu đi. Xong rồi bảo anh Vư trên này nhận tivi đi của bà B cho. Anh Vư là... Anh Vư có một anh là đồ gỗ Xuân Bắc à? Đồ gỗ gì Bắc ấy? À, xin chào. Messi Cucu. Đây là ngôi nhà của anh Vư đây. Sơn siếc rồi, hôm nọ bác gửi sơn xong đẹp chưa? Đấy, xong hết rồi. Đây là của bà B nhá. Nào nhìn đây cái nào. Đấy. Đấy là của bà B bà cho nhá. Anh Vư nhá. Đấy. Đây là tổng thể ngôi nhà anh Vư. Đó. Ô cái tivi kia còn xem được không? Cái tivi dày kia còn xem được không? Đây à? Thế thành hai tivi à? Hả? Đây là của bà B cho. Thế nhà đẹp chưa? Hả? Đấy. Sơn siếc đẹp rồi thì nữa đúng không? Đủ hết sơn gì? Màu sơn gì? Hả? À, có này, có này, còn chai lên nữa. Bốn ngày đã làm. Bốn ngày được sơn. Đẹp sáng trưng. Thế thì bây giờ cái tivi kia thì lại phải cho ai thôi. Còn dùng cái tivi siêu mỏng rồi chứ, siêu thấm rồi chứ. Cái kia hỏng hả? Cái kia còn xem được không Báo? Cái tivi từ thời cổ tích nhỉ? Cái này lâu lắm cần chưa bật với con nên lại không. Cái này á? Vâng. Hay để cho nó có tivi. LG chứ. Lâu lắm em chưa thấy anh trai bật. Sơn có đủ không anh? Sơn đủ. Sơn đủ à? Vâng. Vừa đẹp gì? Vâng. Đấy, tính cạn hết cả nước cờ rồi còn gì nữa. Hai thùng lót mà. Đấy, sơn này có phải đẹp không? Sáng sủa không? Cứ sáng ra là sủa không? Bên, à... 5 người, 4 người mài 1 buổi, sơn 1 buổi là xong. Thế à? Sơn mịn đấy nhỉ, đẹp hơn nhà Báo ấy. Đẹp hơn chứ. Hả? Đẹp hơn chứ. Hơn không? Tốt hơn. Thôi, làm trước không bằng làm sau đúng không? Chậu chậm lại uống nước trong. Vư ấy, chậu chậm uống nước trong ấy. Thế nào cửa giả thế nào? Cửa thường là... 2-3 ngày nó mới lên lắp. 2-3 ngày nó mới lên lắp à? Vâng.
Nhà thằng không biết đếm tiền, nó đã xây xong chuồng lợn chưa nhỉ? Hôm qua anh vừa về anh chưa đi xem. Chưa lên xem mà, bây giờ trơn như này không biết có chạy. Anh trai sáng nay vừa về. Thế là anh Vư đi đám ma thì hôm cũng hôm nay vừa về. Thế đi đám ma như thế ai sơn cho? Sơn xong mới đi à? Sơn xong mới đi chứ. Lên tận quản bạc à? Tận Tổng Vài, xã Tổng Vài, huyện Quản Bạc. Là con trai của chú em chết. Con trai của chú Út á? Bị chú sao? Đi làm lính về xong sinh được khoảng về nhà 5 ngày xong bị xe đâm chết. À, tai nạn. Vâng. Thế là số. Rồi. Thế thì bây giờ là qua qua đây. Thế là tổng hôm nọ cộng nhá là anh em mình đã cái nhà anh Vư này là hết 87 triệu rồi đúng không? Vâng. Còn bây giờ còn bộ cửa đúng không? Vâng. Bộ cửa thì bây giờ em phải khẩn trương lắp vào đi để anh tổng số tiền xong là bây giờ có một anh gửi 3 triệu cho nữa, anh đồ gỗ. Xuân Bắc, Văn Bắc. Đấy, gửi cho 3 triệu để làm nhà mới. 3 triệu. Đấy, làm vài mâm cơm nho nhỏ. Đấy, bởi một số người thôi nhá. Cửa này phải lắp xong mới tính được. Thế bây giờ lắp xong cửa đi. Tổng là nếu mà lắp cửa mà nó khoảng 7 8 triệu nữa ấy, thì tổng là nhà anh Vư này hôm là 89 triệu cộng với 11 triệu 500. Đấy, là 100 triệu tròn đấy. Đấy là 500.000 kia coi như là tiền đinh tiền gác tiền vớ vớ vẩn vẩn đấy, tiền dây dợ lằng nhằng đúng không? Còn đâu là bây giờ thì là cái em còn ai tất cả ai đã gửi thì thắng đã bắn tên lên trên màn hình hết rồi đấy. Nhiều ông, nhiều bác, nhiều cô, nhiều chú đấy. Có ông ấy gọi là thắng, phải gọi một tuổi bằng ông, cứ hỏi thắng là nói rằng là tiền những thứ như thế sao không cộng vào, nhưng mà thắng đã cộng rõ ràng chi tiêu rõ từng video rồi. Các bác nếu mà bác nào xem chi tiết thì các bạn sẽ rõ hết, hoặc là tiền của ai đưa là thắng đều đưa lại hết cho các em rồi đấy. Nên là nhiều bác lại, nhiều ông là bà là không biết, là sợ lại nghĩ đến lúc mà thắng là làm những cái vớ vớ vẩn vẩn đấy, thắng là không làm những cái vớ vẩn đấy nhé. Đấy là tổng ngôi nhà này của anh Vư hiện giờ thắng cộng đang là 87 triệu. Còn nhà em Hầu là thắng dừng, không nhận nữa, là tổng là 90 triệu 900 nghìn. Là thắng đã nhận được nhà em Hầu nhé. Là trong đó sẽ có làm cho nhà vệ sinh. Nếu thừa tiền sẽ xây chuồng lợn. Đấy, rõ ràng quan điểm là như vậy. Đấy là tại vì là nhà anh em Hầu là đang xây và xong là mấy hôm nữa là cộng thu chi nó như nào mới rõ. Đấy, nhà còn nhà anh Vư này cũng vậy. Đấy, là xã là... hôm nọ thắng và cộng mà chi tiền với cả em Trung và ấy kia là nói với cả Pháo rồi đấy, là cộng rõ đấy, chính là tay em Pháo đi mua đồ đúng không? Vâng. Đấy là cộng đến bây giờ là 87 triệu và hôm nào cộng nốt cái bộ cửa này đấy để cho các bác biết. Còn tiền của ai là thắng bắn lên trên màn hình nhận được đấy. Bác nào có thể nếu mà chi tiết thì có thể xem video, có thể ghi lại nhé những cái số tiền thắng nhận được và xong là chi tiêu xem đúng có đúng như thế không. Đấy, là nói để có sách và mách là có chứng đấy, chứ làm thắng là không thể có thời gian ngồi là lại tổng hợp lại là bác này nhận bao nhiêu, bác kia nhận bao nhiêu, thắng không thể có thời gian ngồi làm như vậy được. Và các bạn xem thấy video của thắng rất là đơn giản, không có dàn dựng được, cắt ghép nhiều đấy, gần như thắng quay như nào về là ghép lại như vậy thôi. Cứ hình dung ra là sáng thắng dậy đi làm là đã phải đăng một, có một video rồi, và trưa thắng đi làm như này thì chiều lại tối lại phải có một video lên rồi, nên là thắng không thể cắt ghép được và không thể gần như là không còn định hình được, nhớ được. Chỉ còn có nghĩa là ai gọi điện về thắng ngồi chẳng hạn ở sẵn máy tính đang làm việc đó là thắng ghi luôn tên đấy, ghi vào đấy xong là đến lúc tối là cắt video cái là nó có chữ bắn lên màn hình và lúc đó sẽ không sửa lại được nữa đấy. Nên nhiều bác là sẽ để cho các bác hiểu được cách và làm việc của thắng, không đến lúc là nó lại có thế này thế kia. Những cái đó là ngàn đời không trả hết, nên các bạn hiểu cho là như vậy. Bây giờ xuống dưới nhà nấu cơm. Cái này là nhớ nhá, báo nhá, bảo anh Vư là bà B, không ông ngãi tiếng kinh thì không biết, tiếng phổ thông thì nói linh tinh. Thế nên là bảo anh ấy là của bà B nhá, là cho xong là bỏ cái tivi kia đi. Nó còn sử dụng được thì cho nhà nào anh em ấy
đấy, cho nhà khác, còn đâu là để, nhưng mà tivi này thì không biết họ để vào đấy có hợp lý không nhá. Đấy, nên là cho nhà anh Vư của bà B. Đấy, còn một anh nữa là anh cho 3 triệu thì mấy hôm nữa sẽ làm tổng kết cơm. Nói chung là bây giờ cũng giáp Tết hết rồi. Đấy, bây giờ là khi nào em giục cho thợ đi vào lắp nút cửa đi cho anh nhé. Ừ, xong là bảo anh thợ đấy, xong cái là nếu mà kịp thì sang đo được cửa cho nhà bà cụ, không sợ nhà bà cụ chắc là phải 27 28 Tết mới xong, thì không biết là có kịp lắp không, không mà có nghĩa là phải qua Tết lại tiếp tục lắp cửa cho nhà bà cụ mới cả thằng Hầu. Hầu đấy. Không thì tốt nhất là cái đấy phải qua qua Tết, xong rồi qua Tết mới sơn cho đấy, còn là cứ xong là cứ dọn là ở đã nhá. Ui, mệt thật. Chẳng nó đi xây bên kia mà. Phải không? Hôm nay nhà bà cụ vẫn đang xây nhá. Mai kia các bạn xem. Nay tháng chưa vào được. Nào. Sân này. Con này sắp thừa thả cá đây rồi. Cái này làm cao quá không chảy đi được. Nhà điếc cũng đi làm rồi phải không? Vâng. Sáng này được con đi học về nhà đã đi đi làm. À. Giờ bọn nó đi làm hết rồi. Ngày làm mà. À, nó sửa lại cái này rồi. Chuồng lợn của nó kìa. Đấy, đẹp chưa? Nó xây đẹp thế cơ mà. Đẹp. Thằng điếc ấy. Vâng. À, Sùng hôm nay láng xong rồi. Láng xong này thì thứ bảy này cho vào nhà mới luôn. Sùng này là có nhiều bác chửi nói Sùng người lười nhất trong mấy dẫn diễn viên điện tử ấy. Ít nói, nhìn thấy cũng lao ra bắt tay không biết. À, xin chào, láng rồi đấy à? Ai là vợ đang lau nhà à? À, sáng nay vừa láng xong cái này à? Đấy, nốt cái láng này số tiền của anh này. Hai và chú Huỳnh Tấn Đức nhé. Ngày mai tháng hỏa. Sao đóng cái đun cái bếp củi ra đây rồi này? À, trong này đang láng à? Đang láng. À, tạm thời đâu ngoài đấy. Tạm thời. Được rồi, ai ai làm cho? Từ từ tôi gọi luôn à? Khách tự làm. Khách tự làm á? Vâng. À, khách tự làm cho. Vâng. À. Bóng như thế đâu mà. Bóng. Ở này thợ xây hết được rồi. Đây à? Bé này thế à? Một ô à? Con Sùng làm một ô nuôi đây à? Cậu ô ngàn là ít ngàn sư này. Hả? Là mùng ngan. Mùng ngan thôi gì? Nuôi mùng ngan à? 500 gạch kia thế thì gì trả thừa à? Tao tao qua tách hai tách hai răng mà. Cho chị ấy thì anh mua hẳn cho 500 gạch kia đây. 500 gạch kia à? Ở dưới kia đã trở hết lên chưa? Hết rồi anh. 500 gạch đấy là xây thoải mái hai ô. Chị Thái Trinh với chị Thủy Nguyễn đấy. 500 gạch 1 tấn xi. Mấy vẫn tận dụng được cái máy này lợp chuồng lợn lợn gì? Vâng. Thế là vẫn cả nuôi cả gian cũ kia nữa à? Không phải chỉ lúc khô tao lại à? Hoặc là cái cũ cũng giữ nguyên. À, được rồi, thế thì nuôi một gian rồi đây. Thế thì sao nó bảo gì? Nó bảo là lồng cái polo này lập luôn cái nhà cái chuồng lợp mới này luôn. Lấy bà lô kia gì? Vâng. À, được rồi. À, thế này bây giờ như này thì bảo
Sao thằng này nó cứ có người hỏi là cứ suốt ngày nó ngáp đấy, hỏi nó bị sao mà cứ như này ngáp mồm ấy, há mồm ấy, nói tiếng Mông nào. Là có sự có khó nhau nè. Nó bảo là không như thế. Hả? Nó bảo là cũng không như thế. Không như thế á? Vâng. Đó, họ bảo cứ đấy, lần sau không thế nữa nhá. Mày họ bảo là những người mà suốt ngày ngáp ấy lười đấy, phải không? Hỏi nó nào. Bây giờ để cho chua lo anh cảnh nè, bây giờ nè. Đó chứ. À, cho chua lo nè. Chua chua lo nè. Này, báo lên lấy là đưa 1 triệu để thứ bảy này nhá, bảo mời để vào nhà mới. Một Vâng. triệu này là ở đây là có gà ấy, thì mua gà nhé, mua gà thôi, còn đâu những đồ kia thì anh sẽ lại tiếp tục ở ngoài kia vào Vâng. đấy, lấy 1 triệu, mời khoảng 5 6 mâm đấy nhá, 6 mâm đi nhá, bảo đấy. Ừ, cả cháu trông đi này. Ừ, cháu trông này. Thứ bảy nhá. Ai cậu kia đó là sư phụ. Sao, có đủ không? Nó bảo là cái là cậu chết chi 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 của nó. Nó bảo là nếu gà thì 10 cân thì vào 500 nghìn. Mày đừng có đi mua cái gà chân vàng kia, đánh hỏng người đấy, 1 triệu cơ Ai mà. mua cái là gà làng cái tầm vài vài con được rồi nhỉ. Hoặc là mua ngan thôi, Ngan cho mua 100 nghìn một cân nhá, vâng. không phải mua gà nhá. Mày Vâng. nói chuyện Chủ yếu là báo mua nó nhưng ngan. mà Nó coi vô dù ở sản à. Đấy, nhá. vô tôi dù là tuấn nó. Ừ, Ờ. nhớ chưa, bảo nó nhá, lại ngáp đấy, lại Chúng ta vô cho cái phụ tỏ kia đây nó. Vô anh thế dù ở sản à. Cái tỏ Chỉ ra dù ổn à. Thế vô dù ở sản hả đi. Dù ấy xuống mua mua chờ. Nó bảo là ngang tàu đua. không có bán mấy. Không có mượn mấy á. Vâng. Muốn tàu đua. Nó bảo là vịt thì có em bán nhiều hơn. Ngan hoặc vịt đi. Vâng. Mà xuất vào nhà mới đó, ăn vịt nhỉ. Đúng, ngan chứ. Chủ yếu là ngan nha. Thôi bây giờ như này, kiếm được ngan thì kiếm, còn đâu không là 1 con ngan hoặc 2 3 con gà nữa. Mỗi Vâng. mỗi mâm 1 đĩa thôi mà, 6 mâm thôi mà. Ý ở tủ cái là ý ở tủ ôi dụa đi sao. Con ngan to mày chặt đã 3 đĩa rồi. Vâng. Đúng không? Có ngan có con này 4 cân đâu mà. Đây. 4 cân 400 nghìn, còn 600 nghìn kia mày thốc 2 con gà nữa thì thoải mái, 300 nghìn con gà. Tính Cái nhanh đã là ra được rồi. dễ mà dễ ăn kia chỉ một 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 túi kiểu đó 25.000 thôi. Đấy, cứ không phải lo đâu, một túi 25.000 Này thôi. còn giấy ăn nhá. Đấy, giấy ăn chỉ 25.000 thôi mà. Con đòi hỏi anh giấy ăn nhá. Hôm nhà con bao tiền? Hả? Con bao nhiêu? Hăn đầu. Không biết bao nhiêu nhiều quá à? Hả? Nếu Bao nhiêu? nên mua đặt gì là ở Bao kiểm tra xem nào. Xem còn bao tiền? 1 triệu à? À, 1 triệu thì thôi. Anh Sùng bảo là anh Sùng mua thân nấm, cái nấm 1 cân 50.000 kia nữa. Nấm nấm thì nó không phải mua cái gì nữa. Anh Ở khác đây mua là lên anh rồi. Thắng khắc lấy rồi, việc của nó giờ là chỉ gà và ấy thôi. Nhá. Rồi này. Nhớ chưa? Vâng. Mấy cả gạo ấy hôm nọ cho 50 cân đấy, nấu nấu cơm nhá. Thế thôi, có gì đâu. Thôi đi đây, đóng biển rồi, chú Huỳnh Tấn Đức với cả anh hai luôn. Anh trông nó vừa hỏi và là vào ngày nào ăn ấy vừa hỏi em đấy. Thứ bảy. Đấy, thứ bảy non là ngày kia. Ngày kia, anh không, nhá. Thật sự là không biết nói tiếng Kinh em phải hỏi tiếng Mông dịch cho. Rồi rồi. bảo nói tiếng Mông đi, ngày kia thứ bảy. Ngày kia này. Nhá. Nhanh cho khẩn trương để vào mới. Nhưng nhà còn có 1 triệu thôi à? Thế hôm nọ vừa cho mấy triệu nữa mà đâu rồi? Hả? Cất đi đâu rồi? Là hôm qua chở vật liệu giúp kia ăn nữa, về tiền xăng xe nữa. Chở vật liệu gì? Vật liệu. Chở vật liệu lên đây á? Vâng. Ăn ghê đấy, lại ăn một bữa 1 triệu à? Em vẫn không hết 1 triệu nhưng mà 200. 200 một bữa? Thế ăn mấy bữa? 3 bữa à? 2 bữa rồi. 3 bữa. 3 bữa 600 à? 3 bữa. Ăn mì tôm rán trứng à? Thôi đi nhá. Nhớ nhá. Đấy, nhiệm vụ đấy chỉ mỗi hai vợ chồng là đi mua 1 con ngan với 2 con gà thôi nhá. 1 triệu là thoải mái rồi.
Phải không Báo? Vâng. Đủ không? Đủ. Đấy. Còn đâu là thừa 25 nghìn ấy thì đi mua giấy lau, giấy vệ sinh ấy. Vâng. Giấy lau mồm ấy, giấy lau tay ấy. Con cái đi học hết à? Cơm cháo xong chưa? Đâu? Trông chó không cắn. Xích ngắn vào. Tết nhất đến nơi chó ngoạm phát thì thôi đấy. Mất Tết. Xào thôi, xào thôi. Vừa rửa chảo xong ấy. Báo chặt gà đi. Ai kìa? À. Ấm nhỉ, mà trong này gái sướng hẳn. Vịt à anh? Vịt, vịt sao mà lấy lắm đĩa thế? Tí còn cái đồ khác nữa. Báo có quả đầu khiếp không? Một phát luôn. Rửa mặt vớt tóc ra tận đằng sau. Ê. Nhất lòng mèo nhì phèo trâu. Này ước nó mua phèo trâu. Phải không? Xào với cái gì? Phèo trâu này. Xào gừng. Phèo trâu tưởng phải xào với khế. Lòng trâu xào khế mà người ta nói. Món này ngon lắm. Em hay nấu món này. Mày cho ước con đi chợ hết dạo này toàn ước con đi chợ. Nó cho ăn gì được ăn cái đấy. Vịt bắt đâu về này? Nhà đây, nhà ông Vưu đây khăn nồi ạ. Ông Vưu vẫn còn vịt á? Còn. Tưởng tiệt chủng rồi mà. Còn vài con nhỏ. Con bé bé à? Những con vịt cuối cùng đấy à? Trong đợt làm nhà này đấy à? Ít tí nước chấm sau nhỉ? Ừ. Đi xong muối à? Vâng. Không cần đâu. Tí chấm thôi nhỉ? Ừ. Hai đi à? Có còn ai nữa không? Không ạ. Bố em vẫn trên quản bà chưa về à? Bố em sáng nay đi làm nương rồi, hôm qua em với bố em về. Thế à? Cho gừng vô, ướp gừng vô đây. Em ướp gừng hết rồi. Nồi gì đây? Canh đắng, canh tiết. À, canh tiết à? Vâng, tiết châu à? Tiết châu. Ừ. Đây cả lá đắng. Tiết châu là ăn chữa đau đầu. Chữa đau toàn thân, rồi còn lá đắng nữa. Ăn mát gan, bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Đấy. Lại ăn thuốc vào người. Nhất lòng mèo nhì phèo châu, phèo châu xào gừng hôm nay lần đầu tiên ăn. Lòng châu. Lòng châu các kiểu tổng hợp luôn.
Chả tiết à? Cả tiết, tiết thì em cho vào. Tiết xào à? Không có. Có. Tiết không có. Đây là gan. Gan thận à? Gan thận. Phèo à? Dạ dày à? Tổng hợp luôn. Ừ. Lá chanh làm gì? Nước chấm à? Vâng. Ừ? Vâng. Nó thơm. Thế nhà anh Vư khéo khả năng thứ bảy xong nhà kia khả năng chủ nhật nhỉ? Hay vào nhà mới luôn nhỉ? Có kịp không nhỉ? Vâng. Được rồi, để tí tính toán. Ừ. Có gì alo nhé. Vâng. Múc canh đắng. Đấy, lâu lắm rồi không ăn canh đắng rồi. Tuần nay, hai tuần nay rồi nhỉ? Này ăn canh tiết. Được rồi, cái này khả năng được đấy, đảo qua phát nữa được rồi. Phèo trâu rồi. Xong kia. Ừ. Lấy đĩa về đây cua này. Múc luôn cái này đi. Để bát loa được. Chỗ này hết 3 tiền này. Này hết 200 này. Ý, còn chưa? Cái gì à? Phèo trâu, lâu lắm rồi, ăn phèo trâu, múc vơi quá. Cho thêm một bát đấy. Thôi, thế luôn, thế luôn. Hả? Đấy, đấy, để phần cho bố mẹ báo nữa. Đi nương, chiều về ăn. Nhấc xong cái kia. Ừ, nhấc xong đi. Đấy, cho ông bà chiều ông bà về. Để nắp vào nhá. Ờ. Ủa, để cái mẹ này vào nhá. Rồi, bê lên đi, bê lên nhà anh Vư đi, nhanh ăn cơm. Còn đây, ít muối rồi. Nhé mà. Ờ. Ăn còn lên rồi. Cơm, nó mỏ. Nhà mới luôn, ăn nhà mới luôn. Trên này nó sáng, dưới nhà ông bà tối lắm. Giống nhà anh Vư ngày xưa cũng vậy. Tối om om. Ui, cả canh rau cải nữa. Nấu đều sẵn trên này rồi. Thằng con nhỏ hôm nay đi học à? Ừ, vâng. Mi nhủ ấy. Mai mới đi ở ngày kia mới đi đón về. Ừ. Ăn đi. Để đóng này. Có ngồi vui đây cho bố ngồi đấy. Canh đắng. Cái này vừa hót ra cái đó. Đấy luôn nhỉ. Ruội luôn. Đám ma thế không phải ấy à? Không phải cúng lễ cúng giấc gì à? Mang lễ gì không? Có thôi. Mang anh Vư mang cái gì đi? Tiền rồi. Vư nhiều tiền chứ cả. Không. Không chỉ có công xa nó mà. Đúng là 60.000. 60.000 thôi á? À. Phúng viếng 60.000 à? Anh nghe nhà đấy. Cần đắng nhé. Anh em nhà cũng 60.000 thôi phải không? Ăn thuốc người. Ước con chạy đi làm gì rồi? Ớt à? Cần đắng lâu lắm rồi không ăn. Rồi, mời đi, nó mỏ ăn. À. Cơm đi. Ăn đi, Pháp. Vâng. Nhanh, ước ăn đi. Đây.
Cành đắng nhé, lá đắng này ước lái đâu hái đâu này? Em lấy từ nhà, lấy từ nhà lên. Ui, đắng ghê. Ăn đi, ăn đi, nò. Anh kháng một bát được hả? Anh ăn cành đắng trước. Báo ăn bát đấy đi. Lá chanh có vẻ thơm đấy nhỉ? Cho ít muối vào đây. Muối hạt to này. Đúng sở trường anh ấy, phải muối hạt to. Đỡ thiếu muối iốt. Cho cái canh gì vào đây? Cái rau cải này. Đúng là phèo trâu. Canh cay à? Phèo trâu dai á. Ướt. Đặt cái một đĩa trứng này lên này. Cho cái đấy xuống. Đấy. Rồi. Ngon lắm. Thằng ca ăn đi. Ăn thắng. TV là có đầu chảo rồi phải không? Có chảo như vừa có rồi. Thế bây giờ chỉ việc đấu vào thôi phải không? Rồi. Ok. Cho nước canh rau cải vào. Canh rau cải nó nấu nào nó phải xanh nhá. Ông nấu đây toàn vàng chóe. Để gần trứng thì vàng giống nhau. Canh ngon lắm. Có ăn. Cơm ngon. Một mình ăn gần hết bát canh đắng. Ăn bát cơm nửa âu canh đắng. Thôi à? Anh Vy bảo là em ăn. Ăn đi. Anh vừa ăn đi. Ăn no rồi. No rồi á? À? Hôm nay nhiều món quá. Thôi. Đúng rồi. Ui lồ, cái ghế thấp thế. Ngồi tí nó hụt. Tạm này chưa bóc à? À đây. Này, tạm này. Hai bóc. Đi vô tạm nhé.